Đến với chung kết, bên bạn một Phoenician, hai Roman và một Maxe. Như vậy thế bạn đã thấy ba chém và một cục, nhưng có rất nhiều chén tuyển dành bên bạn, bằng ba chém đều tuyển luôn, hai Roman và một Maxedo nhạt, loại quân rất khó chịu. Còn trận đấu này thì Yugi đang là người được cầm pan, à không, Yugi và chim sẻ đổi mỏng. Yugi là người cầm cây thầy, He là người cầm Hitty nhưng lại nằm ở đầu cánh hơi nhỏ. Hồng Anh là người cầm pan, vâng Hồng Anh chạy được cầm pan và đổi màu rồi. Có đổi vận không? Minoan trong tay của chim sẻ và thế nhà là có thể được cung A của Minoan. Vâng, tôi thấy hai rừng dành cho sẻ rồi. Một thế tươi. Quân ở trong trận này cũng được coi là cần. Nếu như sẻ lên cung A thành công thế thậm chí còn khỏe hơn dành cam thủ của liên quân GTV cộng bỏng. Thế khỏe hơn khi mà Paran và Minoan sẽ ôm nhau ở trong trận đấu này. Hồng Anh nếu cần thiết thì cần phải đánh thủ cho sẻ ở trong những turn đầu tiên. Nếu cần thiết thì cần phải đánh thủ. Để xem trận đấu này bài Hồng Anh có đẹp hay không. Trong hai trận đầu tiên của set đầu tiên, Hồng Anh thể hiện mình được quá nhiều khi mà em luôn phải gặp những cái thế khó. May mắn của tay chém khác thôi. May mắn của tay chém hay à không, trận này hay sẽ có nhiệm vụ là đánh kiểu gom cùng. Hitty đánh kiểu gom cùng trong trận này, gom cùng và đi thi đấu. Vâng, hiện tại thì các bạn nào đang xem trên kênh sóng của GameTV.vn thì phần lớn các bạn đang xem được rất ổn thỏa rồi. Bạn nào mà không xem được thì mà các bạn vui lòng chuyển sang một cái trình duyệt khác, các bạn có thể chuyển sang trình duyệt công cộng để xem cách rõ nét hơn, hoặc có thể ấn vào phần đổi player xem bị delay một vài giây nhưng nó sẽ mượt và nét hơn so với các bạn xem trực tiếp. Vâng, như vậy là có thêm voi dành cho He. Bài của He là bài hiêu đầu cộng hai voi, dường như quả phụ cũng đã thấy rồi. Một bài ổn dành cho người cầm Hitty. Nhưng trận này nếu như em kiếm được hốc thu vào thì là tốt nhất. Còn không có thì đánh như cậu bò nhỏ gom cục thì cũng được. Vâng, mình xin nhắc lại là kèo đấu của ông ta đang theo dõi là kèo đấu được tổ chức để có thể nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 10 vừa qua. Cơn bão số 10 vừa qua gây cho miền Trung thiệt hại rất nhiều, như kiểu lũ lụt và nhà cửa, thiệt hại rất nhiều về tiền bạc và con người. Nên đây là một kéo được diễn ra để có thể ủng hộ đồng bào miền Trung. Các bạn có hai cách để có thể ủng hộ đồng bào miền Trung khi mà xem trên các kênh sóng của GTV.vn. Cách thứ nhất thì các bạn có thể vào phần chuyển Gcoin, nhấp vào phần ủng hộ đồng bào miền Trung và chuyển những đồng Gcoin của mình. GTV sẽ quy những đồng Gcoin đó ra tiền mặt để có thể gửi đến tận tay đồng bào miền Trung. Cách thứ hai, các bạn có thể chuyển khoản trực tiếp bằng tiền mặt qua số tài khoản 1903-0735-717-011, ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hoàng Gia, chủ tài khoản là Trần Hồng Ngọc. Mình xin nhắc lại một lần nữa. Vâng, các bạn có thể chuyển khoản tiền mặt trực tiếp theo số tài khoản 1903-0735-717-011, ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hoàng Gia, chủ tài khoản là Trần Hồng Ngọc. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, bài Hồng Anh dường như là một bài ổn. Và Hồng Anh đánh tại nhà không phải là bài đi dừng lò. Thế nên chúng ta được thấy rất nhiều bài đấu mà pan đi dừng lò. Bài đấu bắt nguồn từ game thủ của B-Club, game thủ Hưng Nhột. Một bài Hồng Anh không đổ lộ về, nhưng may mắn là Hồng Anh có hai quả phụ. Và với hai quả phụ như này thì pan sẽ không lên sớm, nhưng sẽ là một bài pan khỏe. Thông tin nhận về 6-7 lên đời rồi. Hưng Nhột tiếp tục có một trận đánh chém đột biến hay chẳng.
Shinzo. Dường như là Shinzo. Kích đời thôi. Kích đời. Và cắt dần ra để có thể ăn vàng. Một mỏ vàng xấu dành cho Hồng Anh. Em sẽ không thể nào bò được mỏ vàng này. Ăn thêm gỗ ra ruộng. Ngựa giò đã có và đang được di chuyển. Con ngựa giò được cắm để tìm dân dân y. Cực kỳ kinh nghiệm. Và hy vọng Hồng Anh sẽ gặp được may mắn trong tơn đi tìm dân dân y này. Hồng Anh không đi dò lờ lên trên nữa nhá. Hèn nhá, cố gắng thủ. Và như vậy là 7 dâng 2 lờ ngay gần nhà BM của game thủ he he. Ngay sát nhà BM luôn đấy. Cực kỳ sát luôn. Hồng Anh đang cố gắng ra một khoảnh ruộng tròn và ấm. Và Hồng Anh cũng phải thật cẩn thận. Đang liên tục ra ruộng và tìm dân dân y nhưng chưa thấy cái gì cả. Vâng, như vậy đội bạn dò thấy khoảnh ruộng của Hồng Anh. Rất kinh nghiệm đến từ Hưng Nhột. Hồng Anh đang cố gắng bò khoảnh ruộng của mình. Bài 1L. Và khả năng cao Hưng Nhột sẽ chơi thẳng với nhà Hồng Anh trong tuần này. 1L bánh xe dành Hồng Anh. Chưa có tuần thi đấu quá nhiều. Đây là anh Dugi. Tham Lai đang phải đối đầu với game thủ màu 6, game thủ V-Lớp. Trận này V-Lớp lên đời khá sớm. Pha vẩy e của Dugi nhưng không được. Và anh Dugi đã khung xong nhà của mình. Và đang chờ gỗ để có thể thủ về. Con giò màu 6 khá khỏe nhưng nó phải nằm xuống rồi. Tạm thời vẫn đang là tươi. Anh Dugi sẽ đánh thủ trước màu 6. Hè vẫn đang tham lai 26. Bài đánh cùng vườn hoàng vừa bò nhỏ nhưng gặp màu 8. Màu 8 cũng là bài dò công sát. Người bạn đánh tới 3 chém trận điếu này. Vâng, 6, 7, 8 đều là người đánh chém. Dường như có mỗi màu 5 của V-Lớp là người đánh cùng. Xin lỗi, màu 5 của thủ hoàng nghi là người đánh cùng mà thôi. Bơ 100 thịt trong 3. Đây là Hồng Anh. Hồng Anh là cố gắng đi chém của đội bạn. Không cho đội bạn đi chém. Hưng Nhổn rất hổ báo đang đứng chém cả lạc đà. Cố gắng làm trước nhà BL thứ hai đang thiêu lạc đà với chém với đội bạn. Một vài Hồng Anh đang đánh thủ. Còn nhìn chém đội bạn đang rất đồng, có cả màu 8 trong tuần này. Thằng He cố gắng lên cái giáp thì là ngon. Chim sẻ ổn không? Từ nãy giờ không thấy ai đánh nhà chim sẻ. Ô tươi rồi. Ui rồi tươi rồi. Vâng, đội bạn đang tập trung quá nhiều cánh bên kia và sẻ thì đang khỏe nguyên. Tươi rồi. Đây là Hồng Anh. Hồng Anh tham 23. Hồng Anh đã bắt đầu chuyển sang bài đánh 2BL vắt đều. Chém của 18 vẫn đang cực đông trong tay của Tý. Hồng Anh đang điều lạc đà khá hay để có thể ăn chém của đối phương. Nhưng ở nhà thì có bị đi đâm. Sa bếp bản đồ. He he. Sa bếp bản đồ. Xuống thẳng 6 giờ. Sa bếp bản đồ. Hồng Anh đang đánh chém. Vâng, đang đánh thủ cho game thủ He. Còn He cần phải bắn được y cho game thủ Hồng Anh. Và khoanh ruộng này sẽ giúp cho Hồng Anh có thể có bài 2BL vắt đều. Rất khỏe dành cho game thủ màu 8. Hồng Anh đang mất dần những khoảnh ruộng của mình. Cực kỳ khó chịu. Còn có thêm con y nữa. Sa bếp bản đồ. Sa bếp bản đồ. Xuống thẳng 6 giờ. He. Xuống thẳng giờ đấy. Đúng rồi đấy. Đỡ đi. Đỡ được tên này là xong. Cái này đang tạm thời đánh thủ và có vẻ như là sẽ ổn. Bắn đi kìa. Màn hình máy của anh Yugi. Vâng, tham này chỉ còn 13 thôi. Anh Yugi dường như không cần được V-Lớp trong trận này rồi. Ai có gỗ cho 400 gỗ. Nhưng may mắn thay rằng sẻ vẫn đang khỏe nguyên. Vâng, màu 5 hoàng như muốn ốp game thủ chỉnh thẻ. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Khi mà sẻ đang khỏe nguyên. Khi được cầm cung A của Minh Hoàng. Tham này 52 dành cho game thủ chỉnh sẻ. Bên phía kia người cầm cung chủ lực Hoàng Nhi cũng chỉ là người cầm cung của Phone ASEAN mà thôi. Một loại cung không quá tuyển ở đời 3. Không có cái vẹo gì ở đời 4. Một thế trận tươi dành cho Game TV. Cộng với Liên Quân Pau. Quay trở lại cánh bên kia, em đứng thủ đâu anh ơi. Màu năm có tơn tạt sang nhà em đấy, mỏ vàng chuẩn bị tới nơi rồi. Vâng, màu 8 chưa ấy xe này. Vâng, màu 8 chưa ấy xe nhưng chém là cực đông. À xin lỗi bạn, 8 là Max C. Như vậy đây là một bài mà không đi dâng ý đến từ Max C mà chỉ đánh chém mà thôi. Bánh trâu chém dành cho người thủ của Max C. Nhưng cung R lọt vào nhà Hồng Anh. Bỏ gỗ kìa. Vâng, Hoàng Nhi có tờn đi quần rất ảo.
Nhưng Hồng Anh vẫn đang tụ được rất rất nhiều những con chém của mình. Hồng Anh quấn bắt cung R của game thủ vòng bầu năm. Lạc đà Pan đuổi cung R là cực kỳ nhanh. Một trận Hồng Anh Pan đánh thủ, đỉnh cao đánh thủ dành cho game thủ Hồng Anh ở trong trận đấu này. Hơn ta đến với cung chủ lực thôi. Cơ đơn sẻ có thể cân được bản đồ. Sẻ bắt đầu đẩy cung và hai kích cung A bắt đầu mới đi đẩy. Rất chắc cốp. Màu năm đang có tham lại khá to. Bên bạn đang đè tham nhưng không sao. Khi mà sẻ nở ra và đẩy nhà màu 6 thì tham lại sẽ đè ngược trở lại. Nâng cấp giáp 4 và đẩy hai kích bắt đầu tăng A. Đẩy thẳng sang nhà màu 6. Màu 6 rất đông chém nhưng đây cung A minh oan và chuẩn bị lên xong giáp 4 rồi. Người bạn đang không chạy chém từ này, muốn chơi sao? Rất thổ báo đến từ đây lớp. Và về lớp hết sạch chém luôn. Hơn 10 con chém về lớp vừa về nằm xuống trong tơ vừa rồi. Một tơ dường như anh không chú ý. Sẽ liên tục vâng đẩy cung. Bên phía bên kia đào vàng nhưng mà không sao. Bên bạn chỉ là cung của Phonesian thôi, đào vàng cũng được. Cho đào chán đi. Summer á? Ồ, như vậy là cung Summer nhưng mà cũng không đơn giản đâu. Tôi tưởng là Pho thì không sao. Nhưng Summerian thì không hề đơn giản. Và sẽ đẩy thẳng Summerian hay không? Màn hình máy của Hồng Anh. Hồng Anh cần phải đi cùng với game thủ chim sẻ nắng trong tờ này. Đội bạn đang vào rất nhiều. Hồng Anh bỏ nhà đi thôi. Vâng, chế màu 8 đang cực đông. Vâng, Hồng Anh nhìn máy chim sẻ. Hồng Anh nhìn máy chim sẻ và chuẩn bị đi quân cùng với game thủ chim sẻ. Vâng, năm ở đâu đấy? Đây rồi, đây là quân của Mồ Năm. Mồ Năm đang bị Hồng Anh đuổi cho xe kẹt. Ôm thẳng lên thôi. Thẳng lên Mồ Năm, dãy này chuẩn bị quy công đấy. Dây vào xẻ ơi. Đông lắm anh nha. Nó có khoảng tầm 30 con chém đấy. Chờ tí, chờ tí, chờ tí. Đây rồi, từ từ Hồng Anh. Chờ tí đã, hai kích của Amina đang lên rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Đánh phải có một cái đầu lạnh. Liên tục đẩy lên, đây rồi. Cung A minh oan kẹp với lạc đà của Pan. Nhưng số lượng cung A của chim sẻ nó chưa quá nhiều. Nó chỉ được khoảng tầm 1 kích rưỡi thôi. Nhưng như này dường như là đã đủ. Đội bạn muốn công vào nhà của chim sẻ. Nhưng nhà của sẻ quá đẹp so với quy định. Vào đây mà đục. Mặt bên kia cũng đang bị đục vào. Vâng, người rất kinh nghiệm đến từ càng thủ của Liên Quân Hà Nội cộng với BV. Và ngay khi mà sẻ là người đi cùng thì đội bạn cũng có một tờ đốp. Đảo đi kia mặt bên này. Số lượng cung vào Hòa Mi là không ít. Nhưng đây là cung Amin. Có dám vào tơ này không? Thêm một kích nữa là khả năng màu năm sẽ bảy. Hồng Anh đang đảo rất nhiệt tình cho chim sẻ. Tầm xa cung Amin hoàn hơn tầm xa. Nhưng còn cung R của Samurian là rất nhiều tỷ số. Đường dọn còn 1-2. Một trận đấu bên bạn bỏ qua chim sẻ nắng. Tươi. Chim sẻ cầm một loại cung tuyển rất tươi từ này. Và Hồng Anh thậm chí còn nguyên lạc đà. Hồng Anh một bài đánh thủ và giữ được khoảng tầm 20 con lạc đà. Và bắt được rất nhiều chém đến từ đội bạn. Nhưng các bạn thấy rằng đội bạn cũng chém một bài không hề tồi. Rất khỏe dành đội bạn trong trận đấu này. Tỷ số là 1-2 và chúng ta đến với chung kết thứ hai của Liên Quân Game Week Cộng Pau.